cách nhau cho là em cảm thấy nhớ rồi mơ về anh luôn luôn thêm nữa đó. Là vì anh, là vì anh, là do anh đó. Thương với anh cũng là do anh đó. Kể vậy anh em chẳng thấy vì lo, chạy thật nhanh và hôn lên môi anh, em thích nhất điều đó. Lúc nãy khi mà em bước ra thì chị thấy là ô sát có hơi sững sờ và có thì thầm vào tay một bạn điều gì ấy nhờ? À, em có gặp bạn ý rồi ạ. À, tại vì ngày trước em có hay đi một vài game show cùng với cả bạn ý. Biết đâu. Dạ. Bài hát này là bài hát đầu tiên của nhóm em đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thế đến bây giờ em còn thích mèo không? Dạ em vẫn rất thích mèo ạ. Mèo 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 mèo. Ôi ơi. Oh no. Thái Ngân lúc nãy cũng hơi sững sờ đó nha. Ôi trời. Dù đó có là thật hay không, và luôn được lưu lại trong từng trang nhật ký của mình, có thể anh không phải là người đẹp trai nhất, nhưng em vẫn cứ thích anh. Không biết là Phạm Đình Thái Ngân có nhận ra người quen không? À, đây là một người rất quen ạ. Cũng từng đóng trong MV, đóng nữ chính với Ngân ở trong MV Yêu Nhau Nhé Bạn Thân vào năm ngoái ạ. Ôi là... Em cũng đã phải coi phim anh Thảo diễn rồi. Em còn nhớ anh à? Em nhớ mà. Anh cũng nhớ em. Mọi người ở đây thì đều là con trai thì chắc hẳn là sẽ thân với bố nhất đúng không ạ? Anh chưa được biết cảm giác đấy. Từ năm em 2 tuổi rưỡi đến năm em 20 tuổi là em chỉ ở nhà với mẹ thôi. Rất là khó nên là em thì muốn nói là cảm ơn bố và mẹ em rất là nhiều vì ạ. Làm cha thật khó lắm, làm cha nhiều trái đắng, làm cha dạy con khi con đi sai đường, nhiều vui buồn bên con, dạy con nhiều yêu thương, dạy con phải sống không thua kém ai trên đời, dù cho nhiều sóng gió, dù cho là rất khó. Ba. Bây giờ mọi người sẽ cùng em hướng mắt lên màn hình để xem clip này nhé. Chưa chưa. Rồi, tôi đã nói rồi. Làm cái gì vậy? Clip này là được trích ra ở đoạn đầu của MV Yêu Nhau Nhé Bạn Thân của anh Phạm Đình Thái Ngân. Nên là khi phát clip lên này mọi người nghĩ là em sẽ tạo tình em Phạm Đình Thái Ngân đúng không ạ? Yeah. Đúng không ạ? Chắc chắn đúng không ạ? Không. Trời ơi mọi người nghĩ em quá đơn giản. Chúa.